đến với kênh của Hà San TV. Và mình là Hà San này. Các bạn biết đấy, như lần trước ấy thì mình vừa đóng là một người mẹ và chăm sóc một em bé cả một ngày trời, rất là mệt mỏi. Ui, nghĩ đến mình còn thấy kinh hoàng nữa cơ. Và bây giờ ngày hôm nay mình lại tiếp tục công cuộc chăm sóc một em bé tiếp các bạn ạ. Và em bé của mình lần này ấy thì lớn hơn một chút rồi. Hy vọng là lần này chăm sóc em bé sẽ dễ dàng hơn. Và điều kinh dị nhất là hy vọng em bé đừng ị đùn nhiều như trước nữa. Và nếu các bạn là fan chân chính của Hà San thì hãy đừng quên cho Hà San một like, một đăng ký và một chia sẻ nha. Và bây giờ hãy cùng theo dõi Hà San chăm sóc một em bé thôi. Em bé ơi, hy vọng là con đã rất lớn hơn và ngoan hơn. Cái gì? Ôi giời ơi, lại khóc à? Trời ơi, sao suốt ngày khóc thế này, chắc là đói rồi. Thế để mẹ đưa đi ăn nhá. Bé cái là ngoan ngay, khiếp chưa? Nào, ngồi ghế nào. Đây là ghế em bé à? Mà tài nhỉ, trời này mà con không thấy lạnh hay sao mà con vẫn mặc mỗi cái bỉm ấy nhỉ? Bây giờ là đi lấy yếm nha, lấy yếm cho em bé chuẩn bị ăn nào. Úi dồi ôi, màu tím mộng mơ. Trời ạ, em bé này của mình không biết là em trai hay em gái đây mà màu tím mộng mơ thế này. Trời ơi, nhìn cái mặt kìa, yêu chưa? Bây giờ đi ăn nào, xem trong tủ lạnh có cái gì không. Ơ, ở đâu ra cái bát, bát gì đây không biết, bát cháo à? Trời ơi, chắc là bé này chỉ ăn cháo thôi, nhưng mà sao có cái bát cháo như này nhỉ? Trời ơi, đây, cái đĩa ăn, úi, rơi hết rồi, rơi hết rồi. Cái đĩa ăn cũng rất là màu tím mộng mơ. Chắc là con gái hay sao ấy, hay là con trai nhỉ? Ăn đi con, ăn đi. À, em bé tầm tuổi này á, chưa thể tự xúc ăn được nên là mình phải xúc cho em bé ăn. Nào, há mồm. Ram 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 ram. Tiếp tục. Ram 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 ram. Em bé ăn ngon thế. Tiếp tục. Chom 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 chom. Úi giời ơi, không ăn hết à, vẫn còn thừa cái kìa. Con ơi, đừng khóc nhẹ nhá. Ui, cái gì thế này? Trời ơi, sao mà quần áo rồi bẩn rồi rơi tứ tung trong nhà thế này hả con? Ôi giời ơi, cái gì đây? Áo dính cứt à? Áo dính phân á? Trời ơi, bẩn ơi là bẩn. Ôi ôi, khiếp chưa kìa. Ui giời ơi, con ơi là con ơi, sao con có thể nghịch bẩn thế này? Tài nhở, một em bé ở nhà chỉ chuyên đóng bỉm mà tại sao quần áo vẫn có thể bẩn được nhở? Không thể hình dung nổi. Trời ơi, bẩn quá là bẩn. Trời ơi, bây giờ phải đem đống này đi giặt chứ. Trời ơi, đem đi giặt thôi. Bẩn không thể tưởng tượng nổi. Được rồi, được rồi. Ok, 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 sạch sẽ rồi. Trời ơi, mới chăm sóc em bé lại có 1-2 hôm. Em bé đâu rồi? Trời ơi, con mình đâu rồi các bạn ơi? Trời ơi, con mình, con ơi, con đâu rồi? Tôi chết rồi, mất con rồi. Không biết là có trong tủ lạnh không nhỉ? Bởi vì con mình rất là nghịch ngợm. Không biết chắc khéo khi lại chui trong tủ lạnh lên. À, không có. Tôi chết rồi, không có trong tủ lạnh. Trời ơi, nó vừa bò đi đâu thì mình chết mất thôi, chồng mình mắng mình mất. À. Trời ơi, hóa ra nó ở trong nhà vệ sinh. Nhưng mà các bạn nhìn này. Nó vẫn đang ị các bạn à. Một cục phân ngay đít nó. Đây các bạn nhìn thấy không? Trời ơi, một cục phân ngay vẫn còn dính ngay đít. Để mình đếm xem có mấy cục phân à. 1, 2, 3, 4, 5 cục phân. Trời ơi, 5 cục phân. Ôi, cẩn thận dẫm phải phân. Bây giờ người ngợm bẩn thế này cho đi tắm thôi chứ còn thế nào nữa. Cẩn thận dẫm phải phân nha các bạn nhá. À bây giờ phải lấy nước đã. Lấy nước cho đi tắm, lấy nước cho đi tắm. Trời ơi, không tắm thì thế này bẩn lắm. Bẩn ơi là bẩn luôn. Ôi giời ơi, cái mặt con cười à. Trời ơi, bẩn ơi là bẩn. Trời ơi. Trời ơi, tắm cho cái sạch sẽ cái nào. Trời ơi. Xịt 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 xịt. Trời ơi. À, giờ em bé nhà mình lớn rồi nên chả cần phao tắm nữa. Trời ơi, nghĩ lại buồn cười. Vừa buồn cười vừa tức như nị. Nào nằm xuống đây. Đóng cái này lên, không phải bò ra ngoài lại ỉa nốt ở ngoài nữa thì chết. Để đấy, tí nữa mẹ mặc bỉm cho. Trời ơi, 5 cục phân. Ỉa không khác gì người lớn. Ỉa còn nhiều hơn cả người lớn nữa chứ.
Ui ôi, phân cục nào cục nấy đều nhau tăm tắp các bạn ạ. Đẹp như mơ. Ôi trời ơi, đi đổ phân thôi. Đổ phân, mùi kinh quá. Em bé ơi là em bé. Ôi em bé lại đâu rồi? Ui trời ơi, sao suốt ngày chạy linh tinh thế này con ơi. Ơ, con đâu rồi nhở? Em bé nhà mình đâu rồi? Ôi thôi chết rồi, em bé đâu rồi nhở? Trời ơi, em bé đâu rồi? Ơ, lại mất tích nữa à? Trời ơi, tìm trong khắp phòng làm gì có đâu các bạn. Không có ở đâu cả, thiệt rồi. Hay là con bị bắt cóc rồi? Ôi, trong nhà vệ sinh đâu có đâu. À, mọi người ơi, trời ơi, bắt cóc nó bắt con tôi rồi các bạn ơi. Cái gì đây? Cái gì đấy? Ở trong máy giặt á? Cái gì, điều gì khủng khiếp xảy ra thế này? Trời ơi, con mình ở trong máy giặt cả rồi, nghịch như giặc thế này á. Mặt buồn thiểu buồn thiêu. Chắc ở trong đấy nó quay cái chóng hết cả mặt, đem ra là mặt mới buồn thiêu thế này gì. Trời ơi, Nguyên đi tìm con mình thôi, mình cũng đau hết đầu rồi các bạn à. Lại ỉa. Trời ơi, lại khóc nghe lại ỉa rồi. Mùi kinh quá, trời ơi, ám ảnh cái mùi này luôn. Vứt nào, vứt nào, vứt nào. Bum, vứt đi, trời ơi. Người mình đầy mùi phân rồi. Cả ngày chỉ dính liền với phân thôi. Sao bạn có thể ị nhiều thế nhỉ? Lấy cái rôm này xịt. Xịt cho em bé. Suốt ngày khóc, rồi ị, rồi ăn, rồi lại khóc, rồi lại ị. Mệt quá các bạn. Mệt ơi là mệt luôn. Mở ra, người ta đang lấy bỉm lại đóng vào. Đóng mỉm xong chưa? Cười chưa? Con ơi lại bò đi đâu rồi? Trời ơi, cái nôi này chắc là nôi này nhà mình hỏng rồi hay sao? Suốt ngày bò linh tinh. À! Rồi ơi, bây giờ không ị nữa mà bây giờ còn bày thêm một trò mới, đó là tè ra nhà luôn. Trời ơi, tè xong anh ta cứ ngồi chằm chằm giữ nguyên tư thế thế này à? Sợ quá con ơi. Con ơi, mẹ sợ con quá con ạ. À, con đi tắm cho mẹ nhờ nha. Một ngày không biết con tắm bao nhiêu lần luôn. Một ngày chắc con phải tắm độ chục lần. Ị xong rồi tắm. Khiếp, xong bây giờ lại tè. Ôi, hết trò rồi. Nghịch quá. Nhưng mà vẫn rất là đáng yêu. Tuy là anh rất nghịch nhưng anh rất đáng yêu. Cẩn thận này, nhảy qua vũng tè này. Không hề chân là trơn, ngã luôn này. Nằm vào đây. Em nằm vào nôi nhá. Đóng nôi lại này, không đóng nôi lại này là em bò ra ngoài, em té ra nhà luôn. Trời ơi, suốt ngày tè rồi đái rồi. Ị, kinh quá. Dọn nhà cho sạch đã. Không ở nhà mùi lắm. Mùi khai lắm. Ui, sạch rồi. Ôi dồi ôi, sao lại bò ra ngoài từ lúc nào thế này à con? Ôi dồi ôi, bò nhanh thế. Bò nhanh thế á. Trời ơi, bẩn quá con ạ. Con muốn lấy gì? Muốn lấy đồ chơi á? Muốn lấy đồ chơi à? Lấy cái gì được nhỉ? Lấy con khủng long này được không? Khủng long màu xanh này đẹp lắm. Ôi dồi, đã bò ra đâu rồi? Khiếp, bò nhanh thế hả rồi? Này, cầm lấy. Không cầm á? Ui, bò luôn, không thèm luôn. Không thèm á? Đầy đồ chơi thế này mà không thèm á? Thì lấy con này được không? Lấy con màu đỏ nhá. Này. Ơi, cũng bò đi luôn, không thèm cơ. Kiêu thế cơ. Khiếp, kiêu thật. Kênh kiệu thật. Hay lấy con lợn đất nhá. Biết đâu cho lợn đất khéo khi lại thích. Này. Không lấy các bạn ạ. Không thèm lợn đất luôn. Tưởng ấy, tiền mà mua chuộc được anh à. Anh không thích lợn đất đâu. Anh thích cái gì à? Anh thích, à, anh thích cái xe tải màu trắng này rồi. Anh thích xe tải màu trắng này không? Bò đi đâu? Đấy, biết ngay mà cho bắt chơi luôn. Ôi giời ơi, một ngày bình yên, con rất là ngoan. Hi hi, la 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 la, con ngoan quá là ngoan. Ơ, cái gì đấy? Tai nhở? Em bé nhà mình trong nôi mà tại sao mà lại có
cái gì ở sàn nhà này bẩn. Nhưng mà đây là vết bẩn của cái gì nhỉ? Chắc là phân rồi. Lau mới được. À! Cái gì đây? Ôi dồi ôi, phân hay là nôn đây? Chắc là em bé chớ ở đây rồi. Trời ơi, nhà cửa gì mà bẩn ha. Trời ơi, có em bé trong nhà ấy, đôi khi là nhà cửa rất là bừa bộn và rất là bẩn các bạn ạ. Lúc nào người mẹ cũng phải làm luôn tay luôn chân luôn. Còn bẩn ở đâu nữa nào để dọn dẹp nốt trong nhà này luôn này. Không có này, bếp không có. Bếp sạch thế. Uầy, trời ơi, phòng của bạn rách nhà mình đây này. Các bạn ơi là bẩn. Tại sao lại bẩn như thế này nhỉ? Cái thảm đẹp như thế này mà sao rách nó lại đè ra đấy được nhỉ? À, rách, trời ơi, con yêu của mẹ, lâu lắm rồi mẹ mới gặp con đấy. Sách ơi, trời ơi, mà không học đi, cứ ngồi chăm chăm đấy làm cái gì? Mẹ về mà mặt nó cứ sưng xỉa ra, nó không có cảm xúc gì luôn các bạn ạ. Này, này, lười học à? Cái gì? Con bảo là con học xong rồi á? Con học xong rồi à? Được rồi, để đâu mẹ kiểm tra xem nào. Đây, bài tập đây đúng không? Đúng không sách? Đâu xem nào. 7 cộng 8 bằng 15. 7 cộng 8 bằng bao nhiêu nhỉ? Đúng rồi, đúng 15. Chuẩn luôn, đúng 15 này. 9 x 4. 9 x 4 36. 36 có đúng không các bạn? Hình như đúng mới phải. Đúng. 3 cộng 17 bằng 21. Đúng này. À, đúng đâu mà đúng nhỉ? 3 cộng với lại 17 thì phải bằng 20 chứ. Ui dồi ôi, cái thằng này học dốt. Thằng rách này học dốt rồi. Cộng thế mà cũng sai nữa. 18 chia 6 bằng 3. 18 chia 6 bằng 3. Đúng rồi. Dồi ôi, Jack ơi là Jack ơi. Đây, em bé ơi, con nằm ở đây ngoan nha. Mẹ đi siêu thị mẹ mua một ít đồ. Xem nào. Ôi trời ơi, nhà mình giàu thế hả các bạn ơi? Một xe ô tô màu xanh, rất là chất chơi, nổi nhất cả thành phố này luôn. Đấy, các bạn thấy không? Đây, giữa thành phố này. Đây, nhà tớ là rất là đẹp, vị trí rất đẹp này. Nhưng mà đường này là bị chặn rồi nha, không ai đi vào được. Đấy, thế mà có cái xe ô tô nhà tớ có phải nổi bật nhất không? Nhìn chói lóa luôn. Mở ô tô để đi chợ thôi. Ơ, không mở được. À thôi chết, quên, phải lấy chìa khóa. Không có chìa khóa thì làm sao mà chui vào được ô tô. Chìa khóa đâu nhỉ? Chìa khóa nhà mình để đâu nhỉ? À, đây rồi, trên tường. Đây, chìa khóa ô tô. Bây giờ là đi chợ thôi. Lái hẳn ô tô ra chợ cho máu. Không, đã ngồi ô tô như thế này là không được đi chợ. Phải đi siêu thị cho nó chơi. Vào luôn. Dín dín. Tài nhỉ, đường này bây giờ không có ai nhỉ. Cũng đúng thôi, bây giờ đang có dịch cúm nên làm mọi người không ra đường mới. Nên là vắng vẻ là phải thôi. Bây giờ là mình sẽ vào siêu thị. Tăng tăng. À, xin chào anh. Bây giờ tôi đi siêu thị đấy, anh biết không? Lấy cái xe đẩy đã. Mua cái gì được nhỉ? Xem nào. Ui trời ơi, giảm giá 70%. Giảm giá 70%, mua cái này là mua cái gì không biết. Không cần biết mua cái gì, miễn là có đồ mua là được. Có tiền mua đồ mua là được. Đây là cái gì đây? Không biết luôn. Kệ. Wow, siêu thị này rất là to nhưng mà chả có ai cả. Đây là cái gì đây? Đây là đồ chơi. À, mình sẽ mua đồ chơi về cho hai đứa con của mình. Xong chưa nhỉ? À, đồ chơi nữa này. Phải đây là đồ chơi nữa không nhỉ? Đúng rồi, gấu này. Xem còn gì để mua nữa không? Toàn ra cái chỗ hàng giảm giá thôi. Bởi vì sao? Bởi vì mình nghèo, không có tiền. Đi ô tô nhưng mà nghèo lắm. Lấy nước này. Hết đồ cần mua rồi. Bây giờ ra thanh toán thôi. Ra thanh toán. Anh ơi, thanh toán cho tôi cái đi. Ten 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 ten. Ơ, chính ra siêu thị này rất gần nhà của mình luôn. Thế thì mình đi ô tô cho oai thôi. Chứ còn đi kể ra mình đi bộ đi chợ cũng được. Đi siêu thị quá gần luôn.
Bây giờ mang cái này vào để cất đi đã. Hi, wow, con mình này vẫn rất là ngoan. Hi, mẹ đi chợ về đây này, để đồ ăn ở đây. Sau đó thì mang đồ chơi ra ngoài này. Hôm nay mẹ mua quà cho con đấy, con phải ngoan thì mẹ mới mua quà chứ. Lấy đồ chơi. Hi, mẹ tặng con này. Ui, ngoan quá, đâm ra rất là dễ thương. Con xem có cái gì không? Ui, có một hộp màu. Hộp màu này thì ép bé bé quá chưa chơi được, nên là mình sẽ cho bạn lớn hơn, đó là bạn Jack của nhà mình nha. Yeah. Các bạn ơi, vậy là mình đã vừa hoàn thành thử thách làm mẹ rồi. Em bé lần này của mình ấy đã lớn hơn rất là nhiều, chăm sóc cũng dễ hơn nữa. Nhưng mà em bé không ị nhiều lần trong ngày nữa, mà em bé ị một lần rất nhiều luôn. Kinh khủng luôn các bạn ạ. Trời ơi, mình ám ảnh về những cục phân của em bé. Nhưng mà cảm giác cũng rất là thú vị khi mà chăm sóc được đứa trẻ đấy các bạn. Video của mình đến đây.